Lô chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đi câu cá chê ban đêm nha các bạn. Và mình vừa tới được một con nè. Cá đang nhịp nha các bạn. Lên. Không biết à, con cá nhỏ xíu rồi các bạn ơi. Một con. Cá chê vàng nha các bạn. Cá chê vàng này nó không bự lắm, nó vừa vừa vậy thôi à. Cá nhịp nha các bạn. Một con cá rô nha các bạn ơi. Đây. Một con cá rô mày. Nãy giờ cá chưa kéo nữa nha các bạn. Được một con cá rô nữa nha các bạn. Ngâm cả buổi luôn á mới được. À, nó mới kéo á. Cá rô này cũng trọng cỡ ba ngón tay nha các bạn, ú nu luôn nè. Đây tối nay mình câu được bao nhiêu đây nha các bạn.